Xin chào tất cả các anh em nha, video làm giới thiệu cho các anh em tham gia một chuyện này góp. Để tham gia hôm nay thì clip mình đi mô tả một cái mô tả cái chatbot này mà. Nhận tốc càng mình sẽ nhận được một 10 tốc càng có hiệu DFI các bạn, một tốc càng DFI khoảng 15 đô. Rồi bạn chọn này góp nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh góp kênh seller này các bạn. Rồi mà mới đáp lại các bạn. Rồi tiếp tục các bạn cho kênh seller các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi các bạn follow Twitter nha các bạn. Gian này sẽ đến sàn Hotbit, Uniswap, sàn Bubit nha các bạn. Hy vọng giá khai thác giảm các bạn. Hy vọng tôi cần nó phân phối nha các bạn. Các bạn like và tôi biết bị dưới game đi các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Rồi bạn bấm nút submit detail. Rồi bạn bấm done. Rồi tiếp tục thì gửi profile username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Bạn nhấp vào ba dấu gạch bên cùng, nhấp vào mục hồ sơ này các bạn. Bạn nhấp vào ba dấu gạch bên cùng, nhấp vào chia sẻ các bạn. Các bạn sẽ chép cho Twitter nha các bạn. Rồi sau khi các bạn sẽ chép xong các bạn bấm đáp lại các bạn. Các bạn gửi từ Twitter, tiếp tục các bạn gửi địa chỉ nha, THIC10 chạy trên tảng các bạn IC10 bằng dùng giấy chocolate, máy chocolate, MetaMask nha các bạn. Các bạn chạy một xíu nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi. Rồi các bạn gửi nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn xa tiếp nha bạn. Rồi tốc cần này nó sẽ phân phối cập nhật sau nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.